chào các bạn, Trang và Pito đã quay trở lại với tất cả mọi người đây. Chắc hẳn là mọi người cũng đã nhớ Trang lắm rồi đúng không? Ngày hôm nay thì Trang sẽ dẫn mọi người đi đến với tiệc 8 tháng 3 của công ty SmartPay. Và hãy cùng khám phá cùng Trang xem là buổi tiệc 8 tháng 3 dành cho 150 người, một buổi tiệc finger food rất là đáng yêu như thế này thì trông nó sẽ như thế nào nha. Bây giờ thì mời các bạn đi vào cùng Trang thôi. Hiện tại thì công ty SmartPay bây giờ mọi người vẫn đang làm việc rất là hăng say. Các bạn có thể thấy đó. Và theo như đồng hồ của Trang thì hiện tại mới chỉ có 4 giờ 10 phút thôi. Và 20 phút nữa thì chúng ta sẽ bắt đầu với buổi tiệc. Thì các bạn hãy cùng ngóng chờ cùng Trang xem là buổi tiệc của chúng ta sẽ diễn ra như thế nào nha. Chị thì hôm nay Pito có hai câu hỏi dành cho chị. Câu hỏi đầu tiên là dịp 8 tháng 3 thì chị thích nhận quà là hoa hay là món ăn hơn ạ? Cái này chị sẽ chia làm hai trường hợp. Nếu như mà đối với người bạn thân thiết thì chị thích là nhận được món ăn. Vì bởi vì người thân thì sẽ biết được sở thích của mình. Còn nếu như mà đối với những bạn nam thì thích những người khác phái sẽ tặng hoa cho mình hơn. Chị thích cả hai luôn. Với chị thì hoa hay đồ ăn đều được, quan trọng là cái món quà đó nó đến từ những người mà yêu thương mình là được rồi. Thật là tuyệt vời. Dạ, về câu hỏi thứ hai là chị cảm nhận như thế nào về cái món quà mà hôm nay Pito tặng cho chị là những món ăn rất là ngon ở đằng kia ạ? Thật sự là chị rất là thích những cái món buffet của Pito, tại vì phụ nữ mà cho nên là sẽ không thích ăn những món ăn quá nặng. Chị thích những món mà dễ ăn và nó sẽ nhẹ nhàng cho vóc dáng của mình. Thật ra thì chị cũng là một người rất là thích ăn và thích trải nghiệm những cái món ăn mới, nên là thật sự là cũng rất là thích những món ăn này và trang trí cũng rất là đẹp. Chị rất là ấn tượng vì hoa rất là đẹp, với hai nữa là cái bình nước á, nhìn nó rất là lạ, rất là dễ thương. Bánh thì chị thích bánh su, rất là ngon. Cảm ơn tụi em rất là nhiều. Dạ vâng ạ. Em cảm ơn chị, em chúc dịp 8 tháng 3 vui vẻ bên gia đình và đồng nghiệp nha. Dạ vâng. Các bạn ơi, vậy là chúng ta đã kết thúc với buổi tiệc mừng ngày quốc tế phụ nữ 8 tháng 3 tại SmartPay rồi. Và bây giờ thì Trang sẽ đi giao hàng cho các thành viên của Pito Club là các chị HR và admin tại các công ty. Cho các bạn chưa biết Pito Club là gì thì Pito Club của chúng mình nghĩa là hệ thống để tích lũy điểm thành viên. Với những doanh nghiệp đặt tiệc với Pito, mỗi một lần đặt tiệc như vậy thì sẽ trở thành thành viên của Pito Club. Với đơn hàng đặt tiệc đầu tiên thì các bạn sẽ nhận được 500.000. Và sau đó thì các bạn sẽ nhận được những ưu đãi khác nữa. Ví dụ như là các bạn sẽ nhận được những voucher của những đối tác từ Pito. Hoặc là trong những dịp lễ như thế này thì các bạn sẽ không phải tủi thân và cô đơn nữa. Đội ngũ chăm sóc khách hàng của Pito sẽ chăm sóc bạn từ A đến Z trong những ngày lễ. Ví dụ như ngày 8 tháng 3 này chẳng hạn. Ngoài ra thì có những ngày lễ, ví dụ như là 20 tháng 10, Christmas. Riêng Pito xin lỗi, chỉ có dịp 14 tháng 2 thì chắc anh chị phải tự tìm Valentine riêng cho mình rồi. Và bây giờ thì các bạn hãy cùng Trang đi thôi. Giao macaroon đến với FA Digital ở tầng 8 của tòa nhà Park Sky. Chúng mình đã đến tầng 8 rồi. Và dạ, chị Hoa, em chào chị.
Thì bây giờ em xin gửi một cái phần quà rất là xinh của Vito dành cho chị trong dịp 8 tháng 3. Dạ vâng ạ. Cảm ơn Vito nhiều. Dạ vâng ạ. Bên cạnh Trang đây là chị Vân Anh. Dạ vâng, em chào chị. Thì đây, nhân dịp 8 tháng 3 thì em gửi cho chị một phần quà. Dạ vâng. Cảm ơn em rất là nhiều và cảm ơn Vito. Dạ vâng ạ, à. Rồi em cảm ơn chị Vân Anh nhiều. Dạ rồi. À, sau khi đã giao quà cho chị Vân Anh xong thì bây giờ Trang sẽ tiếp tục đi đến quận Phú Nhuận. Từ quận 2 sang Phú Nhuận. Xong rồi Trang sẽ đi đến Tân Bình và do đó mới về lại văn phòng. Dạ, chị. Cảm ơn Vito. Hôm bữa đợt trước thì đồ ăn rất là ngon, cho nên là nhưng mà sau này có cơ hội thì mình sẽ đặt tiếp bên Vito nữa. Dạ vâng ạ, em cảm ơn chị Dương Diệp. Các bạn ơi, vậy là Trang đã hoàn thành quá trình tặng quà cho các chị em HR và admin là các thành viên của Vito Club rồi. Thì có lẽ là bây giờ Trang xin tạm biệt tất cả mọi người thôi. Cảm ơn mọi người đã xem vlog lần này của Trang và hãy ủng hộ Trang và Vito trong những dự án sắp tới nha. Nhân dịp 8 tháng 3 này thì Trang cũng xin chúc tất cả các chị em một ngày quốc tế phụ nữ thật là vui vẻ và hạnh phúc bên cạnh gia đình, đồng nghiệp và cả người yêu nữa. Thôi, bây giờ thì Trang phải đi thôi. Tạm biệt mọi người. Bye bye. Ủa quên. Đây, em gửi lại cho anh nè.